Bye bà, hôm nay cháu được nghỉ Tết rồi đấy. Thế à? Thế con được nghỉ bao lâu? Cháu được nghỉ tận 2 tuần, tha hồ mà đi chơi. Thế con lại đây, để bà kể cho con nghe về kỳ nghỉ Tết huyền thoại của bà nhé. Đáng lẽ hôm nay là ngày phải đi học lại, nhưng chúng tôi lại được nghỉ thêm một tuần. Đây sẽ là một tuần rất tuyệt vời. Xem phim cả đêm, phim xong cày game, không lo học thêm cũng không cần đến trường, không lo soạn văn, không lo học Anh, không luôn toán hóa sinh địa công nghệ. Ăn hết cả hôi, check in mọi nơi, anh em cùng chơi không cần nghĩ ngợi. Theo trên cả nước, xoa tay từng bước, chuẩn bị các thứ sẵn sàng biến hình. Đi lau nhà rồi xong đi ra nấu cơm, ở nhà chơi suốt không phụ giúp ai. Ăn xong rồi thì rửa hết bát đũa luôn, chiều lên gác quét dọn nhanh cái chân lên. Khi xem phim thì nhà mẹ, tivi của mẹ, dọn dẹp các thứ, đây là nhà của con. Mới có 2 tuần mẹ đang ngứa mắt với mình, thà học con xuống hơn là ở nhà. Paris dẹp tiền. Mình Paris lại của video của trên kênh của Hậu Hoàng nha các bạn. Đây chỉ là bản thiếu kinh phí, không có kinh phí để đầu tư, cũng để có kinh phí để thuê nhân viên, cho nên là đây chỉ là một bản không có cái gì để đủ hết. Ok, nếu anh em xem video này hay thì lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cái video này của mình, cũng như là ủng hộ cái kênh của mình sớm ngày một phát triển đất nước các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.